Vâng, chung kết thứ hai của Hà Nội thôi. Bài Tiểu Anh Long vẫn đẹp. Đang xoay đi xoay lại vẫn cứ đẹp thôi. Vẫn hai vòi, vẫn nhiều về. Quả chính vẫn nét. Chưa có dấu hiệu của việc vâng, có những vết gợn. Mọi thứ vẫn đang rất nuột nả. Vâng, một con hiêu hơi xa. Nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều bởi vì những con hiêu còn lại là rất gần và những con voi về. Hai hít cẩn thận. Rồi, ổn rồi. Như vậy là nhà đối thủ Văn Lớp là người nằm ở gần góc 6 giờ. Văn Lớp ngày hôm nay rất hay gần dưới góc 6 giờ. Vâng, Tiểu Bạch Long là người cầm... Úi ổi... Đóng thế thì ăn gỗ làm sao được à rồi. Vâng, Tiểu Bạch Long người cầm Babylon. Còn Gunny là người cầm Greg ở trong trận này. Quả phụ phía trên. Vẫn thêm một e. Babylon đánh cùng hay cả hai người cùng đánh chém, chúng ta cùng chờ xem. Bài này có lẽ là Tiểu Bạch Long sẽ đánh cùng rồi. Bên kia là Pan. Ủa. Văn Lớp là người cầm Pan thì phải. Vâng, nhà tít dưới này vẫn leo lên trên này ăn quả như bình thường. Cố gõ vào đầu để cho nông dân nó dịch ra ngoài để có thể thiết kế được chiếc BG. Nông dân Pan là loại nông dân ăn quả khủng khiếp hơn Babylon. Nhưng vâng, đây là số lượng của Babylon đang đông hơn Pyran. Chúng ta cùng chờ xem tên ăn tranh ai sẽ là người ăn được nhiều hơn. À không, Văn Lớp là người cầm phô. Như vậy Văn Lớp là người cầm phô chứ không phải là cầm pan. Còn vâng, Tí là người cầm pan. Nhưng vẫn chưa ai lên đời. Đây là L. Cả hai người cùng đánh chém rồi. Bạn này không biết khâu sâu ở trong góc 3 giờ, à sâu góc 9 giờ còn cái gì hay không. Nếu sâu trong góc 9 giờ không còn gì thì có lẽ là vâng, lại phải đưa nhau đến chung kết thôi. Một bé nữa để ăn vàng. Tiểu Bạch Long nên làm điều này. Rồi, như vậy là đã xong, mọi thứ đã xong xuôi. Chia hết nhau phần rồi đó đầu vâng, kéo nông dân về. Rồi bò bế.
Vâng, bắt đầu sơi được dân của văn lớp rồi. Nếu như văn lớp bài cũng nghèo lắm, không sung sướng gì cho cam cái bài này. Chốt E sau đó thì L2 không. Văn lớp vẫn chưa lên 3. Nhưng mà văn lớp đã có tê rồi. Vâng, con giò trèo lên dốc. Đua nhau trèo dốc. Rồi, Tiểu Bạch Long cũng đã lên 3. Vẫn chết giò. À không, như vậy là trên dốc. Chọc phát chết luôn con cung tê. Ồ, như vậy ván lớp đã lên 3 xong và đua nhau sóc tê. Đua lực khỏe, nhà có điều kiện và muốn làm gì làm. Chui phía trong, không giỏi các bao giờ có cái gì thêm, chỉ chui phía trong và vẽ ruộng. Bây giờ có đi ruộng ván lớp không? Có lẽ là vẫn sẽ đi thôi. Trước sau thì cũng sẽ đi. Và những cái ruộng này vẽ cũng không phải là quá phức tạp và nhiệm vụ bất khả thi. Vâng, bài 3 tham bài cũng này, nhưng văn lớp cũng là một bài, vâng, vào ruộng rồi, cũng không ăn thua. Vâng, cả hai người cùng chơi tên này. Paella thì đang bị, dường như đã bị Greg chiếm lấy ưu thế. Còn Babylon của Tiểu Bạch Long đang là một bài rất khỏe. Vâng, ruộng là chính. Nguyên vòng, cực kỳ khỏe. Vâng, Tiểu Bạch Long lỗi đôi vòi, hơi đáng tiếc. Nhưng thời điểm này đã muộn rồi. Bây giờ thì cứ hai lờ vắt đều. Có chuyển cung A hay không? Hay là chuyển cung R? Bài này chuyển cung R thì hơi vô lý. Và cái cánh rừng dừa thì nó quá vô lý. Nhưng nếu chuyển cung A thì đó không phải là quyết định tồi. Đẩy tiếp và sau đó thì vâng, nâng chặt gỗ lên. Vì đáy hai nhà đánh chém mà cũng hơi khó. Khi mà văn lớp là người cầm cung và bây giờ thì lượng cung R cũng không phải là ít nữa rồi. Bây giờ thì kéo tất về đỡ tất này cái đã, sau tính tiếp. Rồi, bắt đầu bắt. Rồi, lại vào được một tên nữa. Tương đối hay. Bắt được khá nhiều cung rồi, thủ ở ban lớp trong tình huống vừa rồi. À, như văn lớp cũng là một trong những tay cơ Phoenician rất cứng. Vậy phải hết sức cẩn thận. Tiểu Bạch Long không dò kịch vào trong góc 9 giờ. Không biết là có gì thêm ở trong ấy hay không. Vâng, Tiểu Bạch Long vẫn rất muốn ăn lượng cung R này bằng những con lạc đà sẵn có. Nhưng điều đó là hơi khó. Bây giờ thì Gunny ở phương trời nào? Có lẽ là chỉ có Chúa mới biết được thôi. Và Greg chưa soi tham. Không biết là bây giờ anh có còn sống hay không nữa.
Các bạn có thể thấy được cái sự khó khăn như thế nào khi một người cầm lạc đà thi đấu với một người cầm cung R tích được với số lượng đông. Vâng, Tiểu Bạch Long bắt đầu loạn nhà. Con cung R bắt đầu đẩy xuống với số lượng đông dần. Và bây giờ thì bắt đầu chính thức bung kéo lạc đà về thủ nhà. Có lẽ vẫn sẽ thủ được. Nhưng một bài tàn phế như thế này, còn đồng đội thì là Greg. Không biết thi đấu kiểu gì đây. Vâng, chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại trận đấu rồi. Trận thi đấu mà Tiểu Bạch Long đang tích được cực kỳ những đông những con lạc đà. Nhưng bây giờ thì cung R giáp 4 của cái thủ Văn Lớp cũng không phải là nhỏ. Vâng, vừa mới giáp chiến một tên. Nhưng cung R đã là người, loại quân chiếm được ưu thế nhiều hơn trong tên vừa rồi. Thank you.
Vâng, như vậy là Gunny cũng đã resign rồi. Nhưng mà lại có trận thi đấu chung kết ở trong trận đấu thứ tư.